Chào các bạn, sau khi đăng tải bộ Tôi tưởng đó chỉ là tiểu thuyết trọng sinh bình thường thì mình nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực về bộ truyện này. Nên hôm nay, mình đã tìm được một bộ truyện tương tự, với độ hay không hề kém cạnh đâu nha. Các fan ngôn tình đâu, bởi hết vào đây và chúng ta cùng bắt đầu nào. Ngày xưa, có một bộ tiểu thuyết ngôn tình giả tưởng. Trong cuốn tiểu thuyết này có một nhân vật phụ, mình gọi tắt là Nazi Anya. Cô đến từ một gia đình quý tộc chỉ có nợ nần. Nhưng cô vẫn có thể trở thành công chúa do âm mưu của hoàng hậu. Trong hoàng cung, có hai hoàng tử. Nhân vật chính của tiểu thuyết là đại hoàng tử và con trai ruột của hoàng hậu, nhị hoàng tử. Hoàng hậu lo sợ rằng đại hoàng tử sẽ trở nên hùng mạnh nên đã cử Nazi A làm tay sai cho mình. Bà ta đã cử cô trở thành vợ của đại hoàng tử để hành động của anh luôn trong tầm kiểm soát. Nazi A đã đồng ý với hoàng hậu và bà ta cũng hứa với cô rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho cô ly hôn với đại hoàng tử, sau đó sẽ cho cô kết hôn với một người giàu có và sống hào nhoáng. Trong lúc còn là vợ đại hoàng tử, cô ấy xỉa sói xuất thân của mẹ chồng, vung tiền xa xỉ, cư xử ác độc. Cái kết là cô đã chết dưới tay chồng mình. Nữ chính của chúng ta sau một vụ tai nạn đã không may xuyên không vào cơ thể của Nazi A năm 12 tuổi. Cũng là năm cô và đại hoàng tử đính hôn. Và bây giờ, cô đang ở trong căn phòng của cô và đại hoàng tử Kesa. Cô sốc trước cái kết bi đát của mình đến độ quên luôn sự tồn tại của Kesa trong phòng. Cô gượng gạo bước qua chào hỏi và chỉ nhận được một cái liếc mắt của nam chính. Khi nghe được anh cho phép mình có thể nói chuyện mà không cần câu nệ chức vị, thì cô liền thoải mái mà nhảy bổ lên giường. Nghĩ thầm rằng chị đây không thích trẻ con, cô hỏi sao cậu không đi ngủ. Kesa không trả lời nên cô nghĩ rằng anh ta mới 12 tuổi nên sẽ lúng túng. Nghĩ thế cô tung ra một câu, tôi ru anh ngủ nhé. Mặt nam chính lúc này thốn một cục liền nằm xuống rồi quay đi, nói tôi không thích cô. Nữ chính biết lý do mà anh không thích cô. Với những việc mà hoàng hậu đã làm thì đó là điều dễ hiểu. Nazi A quyết tâm sẽ không để chuyện kết thúc như trong tiểu thuyết và thầm nghĩ mình sẽ đối xử tốt với anh hơn để có thể ly hôn trong hòa bình. Hôm sau, khi tỉnh dậy, Kesa phát hiện Nazi A đã bị sốt. Cô bảo rằng anh không cần lo lắng, chỉ cần uống thuốc là được. Cô nhớ lại vài ngày trước, khi mình mới xuyên không đến đây, khi cô bắt đầu quen với nơi này thì đã nhận phác một lời đề nghị cầu hôn từ cung điện. Cô biết điều đó sẽ tới. Vậy nên chỉ còn một cách là sẽ phải sống trong dòng chảy của nó. Thực tế thì đây không phải là nơi có thể suy nghĩ ngây thơ như vậy. Ba mẹ của cô chẳng chần chừ gì mà bán đi đứa con gái 12 tuổi. Quay lại hiện tại, Kesa đang quát người hầu vì họ chẳng thèm quan tâm dù cô bị ốm. Trong cơn mệt mỏi, cô đang định buông xuôi thì Kesa đã đút thuốc cho cô. Nazi A nhìn gương mặt của anh như đang nói rằng đừng chết. Nó đã giúp cô có động lực để sống tiếp. Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy Kesa ngồi bên cạnh. Anh cũng mở mắt. Cô nói lời cảm ơn anh vì đã ép cô uống thuốc. Không thì cô đã chết rồi. Nazi A cũng nói ra thắc mắc của mình rằng sao anh lại để cô sống dù biết cô là người của hoàng hậu. Anh tức giận vì suy nghĩ tiêu cực của cô. Anh nghĩ rằng cô nghĩ như vậy là vì phải sống trong hoàng cung xa lạ và không được gặp ba mẹ. Nên anh bảo cô rằng nếu nhớ thì có thể trực tiếp mời họ đến. Do hai người, với luồng suy nghĩ khác nhau đã khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Lúc chị nhà nhận ra điều này thì Kesa cũng đã đi mất. Ngay sau đó bước vào là ba người hầu gái đã bỏ bê việc cô bị sốt. Họ cúi người xin lỗi với một thái độ rừng rưng. Nazi A chỉ cần nhìn qua cũng biết những điều họ nói là dối trá. Cô biết rằng bây giờ nếu nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này thì lần sau, bọn họ sẽ tiếp tục như vậy. Không nói nhiều, cô trực tiếp cho họ một bạt tai cùng lời dằn mặt sẽ báo lại chuyện này cho hoàng hậu. Lúc này đám người hầu mới rối rít xin tha nhưng vẫn bị cô đuổi khỏi phòng. Sau đó cô nhìn vào lịch trình của Kesa, biết rằng anh sẽ học kiếm vào buổi chiều. Cô liền dặn người hầu đem kem trái cây vào lúc đó, nhưng không phải đem cho Kesa, mà là đem tới cung hoàng hậu. Buổi chiều, cô tới cung của hoàng hậu với một thái độ lễ phép. Bà ta nói rằng biết việc cô đã sốt do sự lơ đãng của người hầu nên bà sẽ phạt họ ở trong ngục vài tháng. Nazi A tỏ ra không vừa ý với hình phạt này. Cô biết nữ hầu trong cung đều là gián điệp được hoàng hậu lựa chọn. Cô nói với hoàng hậu rằng mình có ích hơn họ. Cô có thể cho bà nhiều thông tin về cuộc sống của Kesa hơn là bọn nữ hầu. Nghe đến đây hoàng hậu liền nhếch miệng. Thực ra những thầy giáo được thuê vốn chẳng dạy gì cho anh cả, nên anh đã trốn ra ngoài để kết bạn với những người lính đánh thuê, tương lai sẽ trở thành người dưới trướng anh và hoàng hậu thì không biết điều đó. Cô nghĩ mình có thể tận dụng một chút thông tin này để tạm lấy lòng tin từ hoàng hậu rồi sẽ tính kế lâu dài sau. Cô tiết lộ rằng Kase không tin tưởng những người mà hoàng hậu đã chỉ định mà đi theo lính đánh thuê để học kiếm thuật. Hoàng hậu tỏ vẻ nghi ngờ về cách mà cô có được thông tin. Cô liền thể hiện sự trung thành của mình và cho hoàng hậu thấy hình ảnh của bà ta khi còn trẻ. Điều này khiến cho hoàng hậu chấp nhận cô và cho cô tùy ý định đoạt số phận của bọn nữ hầu. Sau khi xử lý xong phần của hoàng hậu thì cô liền mang điểm tâm qua cho Kesa. Sự chán ngán hiện rõ trên gương mặt của anh khi luyện kiếm. Sau khi tập luyện, anh hỏi cô làm gì ở đây thì cô nói là giúp anh chạm tới thành công. Mặt nam chính lúc này không còn từ gì để diễn tả. Cô thấy thế chỉ có thể nói là mình đang đùa thôi. Cô nói với anh về chuyện hôm qua. Không phải ý cô là mình muốn chết, mà là cô nghĩ rằng anh ghét cô vì cô là người vợ được hoàng hậu lựa chọn. Và cô chỉ đơn thuần hiếu kỳ về điều đó. Anh nói rằng mình chỉ không muốn thấy một cái xác trong phòng. Cô biết rằng anh chỉ cố tình nói thế, chứ bản thân anh là người tốt nên sẽ không để một cô gái chết như vậy. Anh cũng bày tỏ rằng thực ra mình cũng không ghét cô. Cô cũng không giấu giếm mà nói với anh về việc trước khi đến đây mình đã ghé cung hoàng hậu.
Và hoàng hậu cũng đã biết việc anh học kiếm bên ngoài rồi, nên từ giờ họ sẽ canh chừng cả bên ngoài. Thế nên khi anh bị theo dõi thì hãy giấu năng lực của mình đi, vì đó sẽ trở thành con át chủ bài của anh. Kesa không hiểu cô đang nghĩ gì mà lại nói với mình những điều này. Cô đáp lại rằng vì cô là vợ của anh nên cô sẽ luôn đứng về phía anh. Chuyển cảnh, Kesa đang đi cùng Miller, người lính đánh thuê mà mình đã nói lúc trước. Kase thuật lại cho Miller nghe về lời của Nazia. Miller nghĩ rằng hoàng hậu đã sai cô nói như vậy. Kase nói rằng có thể Miller nói đúng nhưng vẫn có một phần trong anh tin tưởng vào cô ấy. Bỗng nhiên, anh phát hiện có người theo dõi mình. Trong đầu anh hiện lên lời cảnh báo của Nazia. Cô đã đúng. Đã 2 tuần trôi qua, cô cũng làm quen được với nhị hoàng tử Noah 10 tuổi. Cô cảm thán trước sự đáng yêu của cậu nhóc. Cô bắt đầu chăm sóc Noah như một người chị gái. Cậu nhóc có vẻ thích thú với việc đi chơi cùng anh trai. Đám người hậu sau khi biết hoàng hậu đứng về phía cô thì thái độ cũng đã tốt hơn. Nazia và Noah đi gặp Kesa, lúc này anh đang trốn trên cây. Nazia thì đã nhìn thấy tên nhóc lén lút này và kêu Noah gọi anh trai. Kesa giật mình nhảy từ trên cây xuống. Noah vui vẻ đến ôm lấy anh mình. Dù cho hoàng hậu rất ghét Kesa nhưng mối quan hệ giữa hai anh em lại rất hòa thuận. Nazia trưng ra bộ mặt cảm thán tình anh em của hai người thì bị Kesa nói là kẻ biến thái rồi đứng với tư thế bảo vệ em trai. Noah và Nazia tỏ ý muốn chơi với con chó Habi của anh nên anh đành đưa hai người đi. Trên đường đi, họ bị người hầu cản lại. Gia đình hoàng gia có một tục lệ là các cặp đôi đã cưới phải ở chung ít nhất một lần trong tháng. Và hôm nay là ngày chung phòng. Noah ngây thơ thắc mắc chung phòng là gì thì hai người liền không biết phải trả lời sao. Cậu còn hỏi mình và Habi có thể vào chung không. Nazia liền quay sang cầu cứu Kesa thì anh lại quay đi như không biết gì. Lại một buổi tối yên bình với hai đứa trẻ trôi qua. Hôm sau, với mục tiêu ly hôn trong hòa bình thì Nazia đã vạch ra kế hoạch vô tình đụng phải Kesa và ra ngoài cùng anh ấy. Nhìn ngó chán mà không thấy Kesa đâu nên cô nghĩ hôm nay anh không tới. Nhưng đột nhiên anh lại xuất hiện ở đằng sau. Sau khi xin xỏ đủ đường thì cuối cùng cô cũng được Kesa cho đi cùng. Sợ cô lạc nên Kesa chủ động nắm tay cô đi. Nazia bị thu hút bởi đồ ăn đường phố. Lúc quay người lại thì đã không thấy Kesa đâu. Lúc này Kesa cũng rất lo lắng. Vì vừa nãy anh mải tập trung tránh mặt quý tộc để họ không nhận ra mình nên đã vô tình buông tay Nazia. Miller giục cậu mau đi vì hôm nay là ngày mà tất cả các lính đánh thuê họp. Anh sợ cô sẽ đang chờ mình và trong lúc đó nhỡ cô sẽ vướng phải rắc rối nào đó. Nghĩ thế anh đã quay lại tìm cô. Sau một hồi thì anh cũng đã thấy cô đang ngồi chờ anh. Anh bảo đáng lẽ cô nên tìm lính khác, nếu cô không xuất hiện trong cung sẽ loạn lên. Cô nói rằng dù sao anh cũng đã đến tìm cô rồi mà. Anh nói nếu anh không đi tìm thì sao? Nhưng cô tin rằng anh không phải là người như vậy. Khi đó Nazia đã không biết rằng mình đã vượt qua một dòng sông, trong nhiều dòng sông bao quanh trái tim Kesa. Đội lính đánh thuê ở đằng xa nhìn thấy điều đó, hóa ra lý do quan trọng mà anh không đến là vì điều này. 5 năm trôi qua, giờ đây Nazia đã quen thuộc với cuộc sống hoàng gia, lúc này cô vừa thắng trận đua ngựa với Noah. Trong lúc nghỉ ngơi, Noah cho cô biết tin biên giới phía nam đang bị tấn công, điều này cũng có nghĩa là Kesa sẽ phải ra chiến trường. Mọi thứ vẫn diễn ra như trong nguyên tắc. Kesa phải ra trận do âm mưu của hoàng hậu. Noah tỏ ra lo lắng cho anh trai. Cô liền an ủi cậu rằng Kesa sẽ trở thành một người hùng chiến tranh. Cô lạc quan như vậy vì cô nắm rất rõ nguyên tắc. Trong thời gian này cô cũng thân thiết với Kesa hơn. Không phải theo kiểu vợ chồng mà giống như một đứa bạn chí cốt vậy. Đó là suy nghĩ của Nazia. Tối đó, hai người vẫn ở cùng phòng. Cô rất bực vì dù đã thân thiết hơn nhưng Kesa không nói gì về cuộc chiến. Cô liền hỏi về việc anh sắp ra chiến trường. Kesa ngạc nhiên vì cô biết chuyện đó. Cô liền nổi giận vì thân là vợ anh mà cô cũng không được biết rằng anh sắp ra chiến trường. Anh bảo không muốn nói vì sợ cô sẽ lo lắng. Cô liền đáp lại rằng mình sẽ không lo cho anh đâu. Anh cũng chỉ bảo đừng lo cho ta. Nazia nói rằng anh đừng hiểu lầm. Cô nói không lo cho anh vì cô biết rằng anh sẽ quay về bình an. Cô cũng sẽ làm một chiếc áo choàng tím cho anh để anh trở về sẽ trông như một vị anh hùng. Anh khẽ cười bảo rằng ta cũng không trông đợi gì vào tay nghề của cô. Nghe vậy khiến cô phát bực, nhưng cô nghĩ rằng việc anh phải ra trận vào tuổi 17, anh đã phải sống một cuộc sống đáng thương. Nghĩ vậy, cô liền ôm Kesa nói với anh mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kesa người cứng đờ, mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng. Cô tưởng mình đã làm gì sai liền vội đuổi theo. Anh đóng cửa phòng lại, nói cô hãy đi ngủ trước đi. Nghe giọng anh có vẻ giận hay sao mà sao giọng run vậy? Cô hỏi anh đang khóc qua thì anh liền khẳng định không phải. Lúc này Nazia vẫn nghĩ rằng chắc anh xì chết vì cuộc chiến lắm, dù sao cũng là trẻ con thôi. Cô nghĩ mình nên giả vờ không biết và quay vào phòng để cho anh không gian riêng. Sau khi cô nói mình đi ngủ trước nhé thì Kesa đã để lộ ra gương mặt siêu ngại ngùng sau cánh cửa. Tôi là tôi khoái giỏi nha, he he. Hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc mừng hoàng tử ra trận. Nazia mỉa mai rằng hoàng tử của họ có thể bị giết và họ lại đang tổ chức tiệc. Đúng là điên thật. Anh lúc này đang chào hỏi các binh sĩ, còn cô thì đã quá mệt mỏi khi phải đối phó với giới quý tộc. Lúc này, nữ chính của tiểu thuyết gốc Gia Si tiến lại mỉa mai rằng Nazia có vẻ thoải mái khi chồng đang chuẩn bị ra chiến trận. Cô đáp rằng ta tin anh ấy sẽ thắng trận thì Gia Si lại nói mỉa rằng cô thật lạc quan. Nói xong Gia Si quay người đi nói ta phải nhảy cùng anh họ. Chú thích thêm ở đây thì anh họ của Gia Si vừa giàu vừa tốt tính vừa đẹp trai. Tóm lại bà đang khoe đó. Chị nhà ta nghĩ thầm, tôi có hỏi đâu và tôi cũng chẳng tò mò. Vì vậy, cô gái hoàn hảo, chúc mừng cô có ông anh họ.
Điều rồi dám nhất là Nazia không nghĩ rằng nữ chính của tiểu thuyết lại có tính cách báng bổ như vậy. Ngay sau đó Kesa cũng tới. Hai anh chị cãi nhau một hồi thì cuối cùng anh cũng nói ra mục đích của mình là muốn mời cô nhảy. Do trước đó anh đã từng nói sẽ không bao giờ nhảy cùng cô nên lần này cô không đồng ý. Điều đó khiến cho anh phải cúi người xin lỗi để mời được cô. Anh nói rằng chắc tất cả bọn họ đều nghĩ anh sẽ chết ở chiến trận và cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đến tu viện. Cô liền nói lại rằng vậy thì anh nhất định phải sống sót trở về ít nhất là vì cô. Sau khi kết thúc điệu nhảy thì Nazia quay ra nhìn thấy bạn nhảy tiếp theo của anh là Jasi. Cô thầm nghĩ họ thật đẹp đôi và cũng nghĩ về tình tiết của bộ truyện này. Thực ra lúc đầu người đính hôn với Kesa là Jasi nhưng vì âm mưu của hoàng hậu thì cô đã là người thay thế. Và sau một khoảng thời gian hai người họ lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt. Cuối cùng mọi chuyện diễn ra như diễn biến đã nói ở đầu truyện. Biết vậy nên cô đã khéo léo rời đi. Ra tới ban công cô nghĩ rằng Kesa đang nói chuyện vui vẻ với Jasi, cô cũng cảm thán trời lạnh. Bỗng anh từ đằng sau đã khoác áo cho cô. Cô bất ngờ về việc tại sao tự nhiên anh lại ở đây, lẽ ra anh bây giờ đang trò chuyện vui vẻ với Jasi mới đúng. Anh hỏi Jasi thì liên quan gì? Cô lúng túng nói rằng tưởng anh đang bận nói chuyện với Jasi nên không nghĩ rằng anh sẽ ra đây với cô. Anh nói rằng cô giận tôi vì tôi nói chuyện với người phụ nữ khác à? Nghe được câu này mặt nữ chính đơ luôn. Cô nghĩ rằng anh đã hiểu lầm gì rồi, mà trong cái mặt ông còn hạnh phúc nữa chứ. Ông còn tưởng cô đang ghen nhưng đâu phải vậy. Bỗng nhiên Kesa tiến lại gần, anh ôm cô và nói rằng ta nhất định sẽ thắng trận trở về, nên cô không cần phải lo việc rời khỏi cung. Vì ta sẽ về, dù có chuyện gì đi nữa. Cô cảm nhận được sự run rẩy từ con người mạnh mẽ này. Trong bất giác cô đã đưa tay ôm lấy anh. Một tuần sau khi bữa tiệc được tổ chức, thì hôm nay là ngày mà anh xuất chinh. Nazia đứng từ lâu đài nhìn xuống. Anh giơ tay chào cô bằng kiểu quân đội rồi đi ra chiến trường. Lúc này, đoàn lính đánh thuê đang ở ngoài. Đột nhiên Kesa bước vào. Đoàn lính đánh thuê ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Mãi sau đó họ mới biết anh là hoàng tử. Anh đành tường thuật mọi chuyện lại cho họ nghe. Một năm sau, Nazia lúc này đang viết thư cho anh. Trong đầu cô nghĩ về nội dung mình nên viết là hy vọng anh ăn uống điều độ. Nhưng lại thấy lời này không hợp với một người gian khổ ở tiền tuyến lắm. Cô lại đổi lại, nội dung bức thư như sau: em đã nghe tin anh thắng trận. Hoàng đế gần đây không ngừng ca ngợi anh. Thật buồn cười khi chính ông ta gửi con ruột của mình ra chiến trường. Gần đây em đã tập theo. Em hứa sẽ làm cho anh một tấm áo choàng chiến thắng đợi anh trở về. Trong thời gian anh trở về, em hy vọng kỹ năng thêu của em sẽ được cải thiện. Nếu em thêu chỉ vàng lên vải tím, nó sẽ trông thật tuyệt vời. Em mong chờ được nhìn thấy anh mặc nó. Mong sớm gặp anh. Bỗng nhiên bóng dáng của Noah xuất hiện đằng sau. Nếu anh trai mà đọc được thì sẽ bóc phụt nó vì xấu hổ mất. Cậu bỗng nhiên cất tiếng làm cô thót tim. Cô bảo rằng loại thư này là phải viết như vậy. Nói rồi cô đẩy Noah ra chỗ khác rồi tiếp tục viết. Không có anh ở đây thật chán, mong anh sớm về. Cuối cùng, cô xịt một chút nước hoa yêu thích lên lá thư. Lá thư đã sớm được chuyển đi, lúc này Kesa đang đọc nó. Các tùy tùng nhìn anh, đặt ra nghi vấn sao hoàng tử lại cười tê tết như vậy. Thì đó là thư của vợ chứ sao nữa. Anh đầu đỏ thắc mắc hỏi vợ nào thì được tóc xanh lá giải đáp là vợ kết hôn vì lợi ích của hoàng tử. Kesa nghe rõ mồn một, liền đuổi họ ra ngoài. Tóc đỏ lúc này lại nói rằng nghe đồn vợ của hoàng tử là kẻ thù, lúc này tóc xanh lá châm mặt xuống. Kesa nghĩ thầm, công chúng không có cái nhìn yêu thích với cô ấy. Mặc dù cô vào cung là vì âm mưu của hoàng hậu, nhưng hiểu lầm về Nazia sẽ được hóa giải khi anh quay về cung. Anh nghĩ rồi liền mở chiếc hộp của mình, cất từng bức thư của cô vào đó, gương mặt ửng đỏ. Nghĩ rằng không có em, ta cũng rất cô đơn. Lúc này, nhà vua đang rất vui mừng vì chiến công mà hoàng tử đạt được. Còn hoàng hậu thì tức giận, bà hỏi quản gia về sự tiến triển của kế hoạch. Quản gia nói rằng đã có biện pháp nên bà không cần lo. Nửa đêm, quản gia liền cho bồ câu đưa thư tới cho một kẻ bí ẩn ở quân doanh. Hôm nay, Nazia nhận được hồi âm của Kesa, đó là một cái cây, anh nói rằng nó giống cô. Cô nhìn cái cây mà không biết nó giống chỗ nào, nghĩ thầm khi nào anh về sẽ hỏi. Cô nói với người chuyển bức thư hãy gửi lời cảm ơn tới anh ấy và hỏi tên của ngươi là gì. Trung hợp thay, người đưa thư lại là đầu xanh lá, ông nói ông tên Leia. Giờ biết tên rồi thì mình sẽ gọi tên ông chứ không nói là đầu xanh lá nữa nha. Giờ cô mới nhớ lại đây là một trong những trung thần của Kesa tham gia vào cuộc chiến. Nếu là như vậy thì cô có thể tin tưởng người này. Nghĩ thế cô liền đưa ra lời đề nghị muốn anh cùng mình đi dạo. Cô nói rằng muốn biết thêm về phu quân của mình, vì bao nhiêu bức thư cô gửi mà không thấy hồi âm lại. Cô hỏi Leia có thể cho mình biết thêm về Kesa không, thì Leia liên tục kể những thành tích của anh ở chiến trường. Nhưng cô lại bảo cô hỏi về sức khỏe của anh chứ không phải hỏi về mấy chuyện này. Leia liền cúi đầu xin lỗi vì Kesa không cho anh nói về những việc cá nhân. Cô cũng không chấp nhận việc này. Rồi cô thì thầm với Leia rằng từ giờ những gì ta nói là bí mật tuyệt đối. Cô nói rằng người tên Bajam đang tiết lộ thông tin của thái tử cho hoàng hậu. Leia bất ngờ vì đó là một trong những thuộc hạ thân cận của thái tử. Cô nói rằng so với lời của ta thì ngươi có vẻ tin tưởng đồng đội của ngươi hơn. Nhưng không sao, hãy hứa với cô một điều rằng Leia nhất định phải truyền lời nói của cô tới Kesa. Vì toàn bộ những lá thư từ cung điện đều bị người của hoàng hậu cắt xén, cô tin tưởng một thuộc hạ trung thành với Kesa nên mới nhờ anh đưa thông tin quan trọng không thể viết ra này đến anh. Cô nói thêm rằng lời của cô có đáng tin hay không thì cứ để Kesa phán xét nên Leia không cần lo lắng. Bổ sung thêm thông tin cho các bạn,
thì người tên Bajam cũng chính là người bí ẩn nhận thư từ bồ câu của quản gia mà mình đã nhắc đến ở đoạn trước đó. Sau khi Leia rời đi thì Nazia không biết tính sao với cái cây. Thảo luận một hồi với nữ hầu thì cô nghĩ mình cũng nên trồng một cái cây ở cung hoàng tử. Nữ hầu bỗng giật mình, vậy nên cô nghĩ chắc có gì mờ ám ở đây, cô liền đi thẳng tới cung hoàng tử. Từ sau khi anh xuất trình thì cung hoàng tử luôn được canh phòng cẩn thận. Khi người hầu thấy hoàng tử phi đột nhiên ghé qua thì ai nấy đều tỏ vẻ bất ngờ. Khi cô đến nơi thì cô mới hiểu ra tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy. Cung hoàng tử trông như một ngôi nhà hoang không được ai lau dọn mặc dù ngân sách vẫn được cấp. Bọn họ đang cố giấu chuyện lấy cắp tài sản ở đây. Cô liền nói với Noah về những thứ vô lý trong bản ghi chép tài sản của cung hoàng tử. Noah cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cô biết chắc rằng hoàng hậu là kẻ có liên quan. Chắc hẳn bà ta nghĩ chủ nhân cung điện này cũng sẽ sớm bỏ mạng nên mới làm thế. Noah liền đứng ra giải quyết đám người quản lý chỗ này. Cuối cùng Noah đưa lại quyền quản lý tạm thời cung hoàng tử cho Nazia. Tuy công việc có hơi phiền phức nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ cho những kẻ vơ tiền nhét vào túi riêng. Cô hỏi người hầu cửa kính chỗ này đã được thay mới toàn bộ bằng hàng đắt tiền thì tại sao lại có vết nứt. Người hầu liền lúng túng giải thích là do bầy chó được nuôi trong cung làm. Nazia thấy kẻ này nói dối quá tệ, đây là tầng 2 thì làm gì có chó. Cô liền ra lệnh thay thế toàn bộ kính trong cung điện và những vật dụng khác, cộng với việc tổng vệ sinh cung điện. Cô dọa rằng mình sẽ đến đây kiểm tra. Chưa gì Nazia đã thấy mình thật bận rộn. Cô thầm nghĩ rằng nếu Kesa quay về thì mình phải kể hết nỗi khổ này mới được. Chuyển cảnh, hoàng hậu lúc này đang hỏi về việc tự nhiên Nazia nắm quyền quản lý cung hoàng tử. Cô nghĩ đến việc mình đã thấy những việc làm sai trái của hoàng hậu nên bà ta sẽ không có cái nhìn tốt đẹp về mình. Cô đành xin lỗi về việc mình đã vượt quá thẩm quyền. Nhưng những từ ngữ đã bị truyền đi không đúng. Cô nói mình lo rằng sẽ có tin đồn rối loạn trong cung hoàng tử và sẽ khiến dân chúng đổ dồn cái nhìn về hoàng hậu, người quản lý trong cung. Nghe vậy hoàng hậu cũng đồng ý cho cô tiếp tục quản lý cung hoàng tử. Cô bước ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi như vừa đi tranh đấu về, thầm nghĩ rằng chàng hãy mau quay trở về đi Kesa. Lúc này tên bà giang kia đang chuyển bố câu đưa thư đi tới chỗ quản gia. Bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên lao đến bắn chết con chim. Đó là Kesa, anh ra lệnh cho Miller mang bức thư treo ở chân con chim về đây. Nội dung bức thư là về vết thương ở vai của hoàng tử. Miller hỏi rằng người biết chuyện tuyệt mật này có phải là do người làng vàng xung quanh doanh trại không? Tên Bajam bị bắt cổ tang tại trận liền quỳ xuống xin tha. Không nói nhiều Kesa trực tiếp vung kiếm trừ khử mối tai họa. Anh hỏi Leia về việc có thể tin tưởng Thái tử Phi chưa? Leia nói rằng hiện tại vẫn có thể tạm tin được. Kesa nói anh đã ở cạnh Nazia 5 năm rồi nên anh tin cô ấy. Leia liền đáp rằng vẫn có khả năng đó chỉ là đóng kịch để điện hạ mắc lừa. Anh liền cảnh cáo Leia không được xúc phạm Nazia. Anh chắc tin những gì Nazia làm không phải là diễn. Lại thêm 6 tháng trôi qua, Kesa liên tục gửi tin báo chiến thắng trở về. Noah cũng tiếp nhận huấn luyện để trở thành người thừa kế, còn Nazia lúc này đang rảnh rỗi nên lại suy nghĩ linh tinh. Lúc này cô ước mình có một người bạn để có thể trò chuyện cùng. Cái cây mà Kesa gửi cho cô lúc này cũng đã nở hoa. Giờ cô đã hiểu tại sao anh nói cái cây giống cô. Ra là vì hoa của cây có màu hồng. Nghĩ thế cô lại tự cười một mình. Vào cuối thu, mỗi năm đều tổ chức hội thi săn bắn. Vừa đến nơi thì Nazia đã chạm mặt Jaxi. Cũng như mọi lần, Jaxi lại tiếp tục cà khịa Nazia. Hai người nói chuyện một hồi thì có một vị quý tộc tiếp cận và tán tỉnh Jaxi. Tuy nhiên đã bị Jaxi từ chối phũ phàng bằng cách cố tình gọi sai tên anh ta. Nazia có hỏi Jaxi thì cô đáp tên quý tộc đó đã có vị hôn thê mà còn tán tỉnh các cô gái khác. Tóm lại là một gã đàn ông trăng hoa. Nazia cũng đã nhớ ra tên của người quý tộc kia và tỏ vẻ buồn thay cho vị hôn thê của hắn. Jaxi tỏ ra đồng tình. Hình như nói chúng chủ đề tám chuyện nên hai bà buôn chuyện rất rôm rả. Rồi hai người đột nhiên khựng lại vì nhớ rằng mình vừa đấu khẩu với người kia. Nazia nghĩ thầm rằng lâu rồi mà mình không được nói chuyện thoải mái như vậy. Và có lẽ bản thân cũng có thể kết thân được với Jaxi. Trong lúc mọi người đang đi săn thì Nazia đang chơi rút gỗ. Do chơi thua nên cô phải chịu hình phạt là mang một cành hoa từ khu săn bắn về. Vì bất cẩn nên cô đã vấp ngã và bị bong gân. Trùng hợp lúc này Jaxi cưỡi ngựa đi tới. Cô đành phải nhờ vả Jaxi cho đi nhờ. Jaxi nhìn thấy chân cô bị thương nên không do dự mà bế bổng cô lên. Nazia liền đỏ mặt. Chút nữa thì gọi Jaxi là chị vì sự ngầu đét của cô ấy. Dù đã giúp đỡ Nazia nhưng Jaxi vẫn không quên cả khịa cô. Vì ở nơi yên bình như thế này mà cô cũng gặp nạn được. Nazia khen Jaxi thật tuyệt khi năm nào cũng tham gia đại hội săn bắn với thành tích đáng nể. Cô bảo rằng người ta thường nói tất cả các tiểu thư nếu được sinh ra là đàn ông thì chắc chắn cũng sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng thôi. Vừa nghe thì Jaxi khựng lại. Cô nói rằng ta là nữ nhi thì không thể nào có được những thứ mà nam nhân có. Nazia bảo dù không có những thứ như thức vị thì tiểu thư đây về mọi mặt đều vượt trội hơn người mà. Jaxi tức giận hỏi Nazia nói thế là có ý gì. Nazia cảm giác mình đã nói đến một vấn đề không nên nói. Jaxi kể ra những bất công mà mình phải chịu đựng khi là nữ nhi, mặc dù cô có tài năng hơn người. Nazia nghĩ tới việc đây là thời phong kiến chế độ phụ hệ cho nên nữ nhi tài năng như cô sẽ không được công nhận dù giỏi giang đến đâu. Cô bỗng chợt nhận ra với tính cách nữ cường như Jaxi thì sẽ không chọn Kesa làm phu quân tương lai, vì cô cũng hiểu quá rõ cái tính vô tâm của Kesa. Rõ ràng Jaxi sẽ không có tình cảm với Kesa.
vậy nên chắc chỉ có Kesa yêu đơn phương. Nghĩ vậy cô thầm tội nghiệp cho Kesa. Jaxi nói rằng tước vị sẽ được truyền lại cho biểu ca của cô ấy nhưng so với biểu ca thì rõ ràng cô làm tốt hơn anh ta nhiều. Nazia bảo rằng nếu vậy thì cô cứ tự mình trở thành công tước là được. Jaxi bảo cô nói chuyện vô lý vì trong luật thừa kế đã ghi rõ rằng nữ nhi không có quyền tước vị. Trong dòng họ, Nazia bảo rằng luật thì có thể sửa đổi được. Gia đình cô có nhiều quan hệ và tiền quả thì có chuyện gì mà không thể làm đâu. Jaxi liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nazia rồi im lặng. Cuối cùng cho đến khi họ ra khỏi khu rừng, Jaxi vẫn không nói một lời nào. Cô cảm ơn Jaxi rồi xuống ngựa. Biểu ca của Jaxi liền đi tới, nói rằng cảm thấy lạ vì lần này Jaxi đi ra mà không săn được con thú nào. Jaxi bảo rằng do phải giúp đỡ Thái tử Phi vì cô ấy bị thương nên không đi săn bắn được. Trong đầu cô cứ văng vẳng lời mà Nazia nói ban nãy. Khi trở về cô nghĩ đến những lời nói mà cha mẹ hay nói với cô, rằng giá mà cô sinh ra là nam nhân thì tốt biết bao. Chuyển cảnh Kesa đang tăng cường thúc đẩy trận đấu diễn ra nhanh hơn vì câu nói của Nazia, ta mong chàng sẽ sớm quay về. Cuối cùng Kesa đã đánh bại được thủ lĩnh của quân địch. Sau khi giải quyết xong thì anh khuỵu xuống vì vết thương khắp người, anh nghĩ rằng mình chắc chắn không thể bỏ mạng nơi chiến trường như ý của hoàng hậu được. Nhất định anh phải sống sót trở về, bởi vì anh đã hứa với Nazia rồi. Nazia lúc này đang cùng với Noah ngồi xem kịch. Vở kịch được coi là vở vĩ đại nhất trong lịch sử hoàng gia. Nhưng gương mặt hai người đã thể hiện sự chán ngán vì họ đã xem vở kịch này quá nhiều rồi. Bỗng một cô gái tên Jenny chào hỏi cô và hỏi thấy vở kịch thế nào. Dù không thích nhưng Nazia buộc phải nói vở kịch rất hay. Cô gái kia bảo rằng vở kịch lấy bối cảnh của vợ chồng Nazia. Cô nghĩ lại thấy cũng đúng nhưng vấn đề là người chồng sau khi quay trở về từ trong chiến trường thì người vợ đã bị giết chết. Bỗng Jaxi xuất hiện nói đỡ cho cô khiến cho cô gái kia tức giận rời đi. Noah hỏi rằng cô thân thiết với Jaxi sao? Thì cô nói không phải. Thấy người hầu có vẻ đang bận bịu chuẩn bị gì đó thì cô đã gọi lại hỏi và được biết Kesa đã thắng trận trở về. Nazia ngạc nhiên vì theo nội dung tiểu thuyết thì phải một năm nữa Kesa mới chiến thắng. Cô nghĩ rằng chắc mình nhớ nhầm nguyên tắc. Sau 4 năm đi chinh chiến, Kesa đã trở về yêu cầu mở lễ mừng thắng trận. Hoàng hậu sau khi nghe thấy tin này đã vô cùng tức giận. Bà ta phản đối việc tổ chức lễ mừng thắng trận, với lý do là như vậy sẽ lãng phí ngân khố quốc gia. Hoàng hậu liền cho quản gia đến báo với hoàng tử điều này. Ông quản gia tới thì bị bắt đợi ở ngoài 6 tiếng mới được vào. Sau một hồi truyền đạt thì hoàng tử vẫn không đồng ý với lời nói của hoàng hậu. Anh sử dụng lý luận khéo léo khiến cho quản gia không thể phản bác. Trên đường trở về khi quản gia tháo kính ra như trở thành một người hoàn toàn khác, anh ta khen nam chính đã trưởng thành nhiều rồi. Khi lời được truyền đạt tới hoàng hậu thì bà ta đã rất tức giận nguyền rủa rằng biết vậy đã giết chết Kesa từ lúc còn nhỏ rồi. Lúc này Nazia cũng ở đó. Cô chú ý đến người quản gia ở bên cạnh. Rõ ràng anh ta không được nhắc đến trong quyển sách, mà người quản gia này cũng đem lại cho cô cảm giác sợ người. Hôm sau cô đang phải tập trung may áo mừng thắng trận cho Kesa. Nữ hầu báo rằng hẳn là người đã tính toán trước rồi vì từ khi hoàng tử ra trận thì cô đã bắt đầu tập may vá. Nếu hoàng tử nhận được chắc chắn anh sẽ rất vui. Cô cười gượng và nhìn lại chiếc áo mình thêu, sợ rằng Kesa sẽ chê nó. Cô liền bảo nữ hầu có thể giúp mình thêm một chút được không? Sau một tuần với sự cố gắng của các tỷ nữ thì chiếc áo cũng đã làm xong. Cô nhìn chiếc áo bỗng nhiên cảm thấy rất buồn vì khi Kesa trở về cũng sẽ là lúc cô rời khỏi hoàng cung. Cô nghĩ giá như mà mình có thể vẫn nhìn thấy anh ấy thì thật tốt. Hai người hộ vệ trung thành của hoàng tử khi nhìn thấy chiếc áo đã may xong được gửi đến thì không tin nổi vào mắt mình, nghĩ rằng có phải muốn chế nhạo hoàng tử không, vì đường may thật sự rất tệ. Kesa nhìn thấy thì khẳng định chắc nịch là chắc chắn cô là người tự tay thêu chiếc áo. Lý do là bởi vì không một người hầu nào trong cung có thể may một đường may hỏng bét như thế này cả. Tuy vậy so với những đường may tinh xảo thì cô ấy đã tỉ mỉ thêu như thế này, thì anh đã mãn nguyện rồi. Hai anh hộ vệ nghĩ thầm tỉ mỉ chỗ nào vậy, anh nghĩ sẽ chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ gặp lại Nazia. Anh còn tưởng tượng ra gương mặt cau nhau của cô. Nghĩ thế anh đã bất giác mỉm cười. Cứ thế mọi việc diễn ra theo đúng trình tự như bản gốc và lễ mừng Kesa thắng trận trở về đã tới. Nhưng thật đáng buồn là Nazia lại ốm đúng vào hôm đó. Vì thế cô không thể tham gia lễ mừng. Đến đêm khi cô tỉnh dậy cảm nhận được đôi bàn tay mát lạnh của ai đó. Nhưng rồi cô lại ngủ thiếp đi. 3 ngày sau, Nazia hết sốt cũng là ngày mừng chiến thắng. Trong lúc sửa soạn, tên anh họ của gia tộc cứ làm phiền cô, vì anh ta nghe nói rằng hoàng đế sẽ định cho cô ly hôn với hoàng tử. Anh ta bảo cô rằng không được đồng ý ly hôn. Cô hết chịu nổi và nói với hắn ta lòng tham của anh lớn quá rồi đấy. Nazia bảo rằng mình biết thừa là anh ta chỉ lo quyền lực của bản thân mà chẳng quan tâm gì đến cô. Và cô cũng không quan tâm vị trí hoàng hậu, nếu như hoàng tử muốn ly hôn thì cô sẽ đồng ý với yêu cầu đó. Theo như nguyên tắc, Nazia sẽ không thể níu lấy Kesa được. Cô phải biến mất thì anh mới có quyền lực. Còn tên anh họ kia lại tưởng rằng cô có vấn đề về sức khỏe cho nên không thể sinh đẻ được. Khi nghe vậy cô đã vô cùng tức giận, bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống. Cô đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cánh cửa. Tên anh họ không thấy cô phản ứng thì anh ta lại định động tay động chân. Bất ngờ Kesa ở đằng sau đã cản hắn lại. Hắn ta thấy hoàng tử thì rất ngỡ ngàng, liền sợ hãi chạy đi. Cô đối mắt nhìn anh, đã 4 năm rồi cô mới nhìn thấy bóng dáng của anh lần nữa. Cô liền quay đi lau nước mắt. Anh ôm lấy cô từ đằng sau, nói rằng ta đã về với nàng rồi đây. Nazia xin lỗi vì không thể đến buổi lễ thắng trận của anh được. Anh bảo không sao, nhưng mà gương mặt cô so với trước dù đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn tiều tụy quá. Cô nghe vậy mới phản ứng lại. Hóa ra bàn tay mát lạnh trong đêm đó là của anh. Cô ngại ngùng nói rằng tại sao anh lại tùy tiện chạm vào người khác khi người ta đang ngủ chứ.
Anh phủ nhận nhưng bị cô nói lại, đừng cố giả vờ nữa, có phải chàng lo lắng cho Thiếp nên đã đến trong lúc Thiếp ngủ đúng không? Anh nhà vẫn phủ nhận và đỏ mặt quay đi, thấy vậy cô biết là mình đã đoán đúng. Anh che lối trang điểm đậm của cô, bảo rằng do tiều tụy quá nên mới phải bôi phấn dày. Trong tối đó hai người lại khoác tay nhau tới bữa tiệc. Đã lâu lắm rồi cô không đi cùng anh tới bữa tiệc. Mấy năm trước cô toàn đi cùng Noah. Ở đằng xa những cận vệ trung thành vẫy tay với anh. Họ tiến đến chào hỏi hoàng tử và hoàng tử phi. Có một số người chọc ngoái về việc 3 ngày trước cô không đến lễ chào mừng chiến thắng của hoàng tử. Cô nghĩ thầm, thật oan uổng quá, mình thật sự bị ốm mà. Miller nhắc lại chuyện 9 năm trước. Anh đã thất hứa với đoàn lính đánh thuê để đi tìm Nazia. Anh ngại ngùng ngăn cản lời nói của Miller. Sau đó anh cùng đội lính đánh thuê nói chuyện. Còn nữ chính của chúng ta thì phải ăn uống trước ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người. Noah tiến tới bắt chuyện thì có một số lời bàn tán sau lưng về sự thân thiết của hai người và nói rằng mối quan hệ giữa Nazia và Noah không bình thường. Noah tức giận thì bị cô cản lại. Đang định cảm động trước tấm lòng của thằng em thì Noah nói rằng em cũng có mẫu người riêng của mình mà. Làm Nazia cạn lời luôn. Cô véo mặt Noah bảo rằng trong mắt chị thì chú vẫn là đứa nhóc con thôi. Những lời đàm tiếu lại xuất hiện khi thấy hai người tiếp xúc như vậy. Cô bảo Noah qua chỗ khác để nói chuyện tránh ánh mắt dòng ngó. Cô nghĩ rằng Kesa bảo cô ở đây đợi nhưng chắc không sao đâu. Lúc này Kesa đang đi tìm cô, anh cũng nghe thấy những lời đồn về cô và Noah. Khi tìm được cô, thì lại thấy cô và Noah đang khiêu vũ. Điều đó đã khiến cho anh không khỏi nghĩ nhiều. Sau khi khiêu vũ xong thì Maria đã tới chỗ Kesa. Anh bày ra vẻ mặt hờn dỗi. Cô nghĩ rằng cái tính hờn dỗi trẻ con của anh vẫn chẳng thấy thay đổi. Cô cầm tay anh bảo rằng bây giờ Thiếp định ra ban công chàng đi cùng nhé. Kesa bảo cô là cố tình đến đây sao, vì đây là nơi lúc đó. Nazia nói rằng là cái nơi anh khóc hả? Anh lại phản ứng lại mình không hề khóc nhé. Cô cười rồi nghĩ thầm rằng giờ mình mà đùa tiếp thì chắc anh ấy lại khóc mất. Pháo hoa vang lên, hai người đều thấy nó rất đẹp. Cô nghĩ rằng có lẽ đến đây là kết thúc việc cô sống tại nơi này. Anh nói mình đã nghĩ hàng trăm lần rằng nhất định phải sống sót trở về. Nói đến đấy thì tiếng pháo hoa đã lấn át lời anh khiến cô không thể nghe rõ. Tiếng chân tình của anh đã bị đứt đoạn ở đó. Cô tiếp tục suy nghĩ rằng cho dù mình phải rời khỏi cung thì cũng sẽ ổn thôi. Lúc này hoàng đế đang hỏi về tình hình cuộc họp của các quan lão. Cha của Jaxi nói rằng tình hình hiện giờ thì đa phần đại diện cuộc họp đều thuộc phe Tazam. Chú thích thêm cho các bạn thì Tazam là phe của hoàng hậu. Hoàng đế tỏ ý rằng sẽ ủng hộ Kesa lên ngôi sau khi thấy các chiến tích của anh và có ý tác hợp lại mối nhân duyên của Jaxi và Kesa. Hoàng đế liền cho gọi Kesa tới. Khi anh bước vào thì thấy mẫu thân mình cùng hoàng đế và Jaxi đang chờ ở trong. Hoàng đế tỏ ý rằng sẽ tác hợp lại hôn ước của anh và Jaxi. Jaxi nói rằng Kesa đã có hoàng tử phi, nhưng hoàng đế lại bảo nước ta cũng có chế độ ly hôn tốt. Hơn nữa sau lưng đứa trẻ đó còn có hoàng hậu hậu thuẫn. Ông hỏi Kesa không thấy khó chịu sao? Anh liền phản bác rằng nàng ấy chưa hề làm điều gì sai và việc đuổi một chính phi vô tội ra khỏi cung như thế là không được. Hoàng đế nói rằng chỉ cần một cái cớ là đủ có thể gán cho Nazia bất kỳ tội trạng nào để ly hôn. Kesa tức giận đập tay xuống bàn. Anh bảo rằng mình mới trở về hoàng cung, vấn đề này hãy nói sau. Hoàng đế tạm thời đồng ý sẽ chưa đề cập đến chuyện này, liền bảo anh hãy nghỉ ngơi. Khi ra ngoài, Jaxi nói với Kesa rằng hoàng đế có vẻ quyết tâm về chuyện hôn ước, còn anh thì thấy thế nào? Kesa thẳng thắn nói giữa chúng ta không thể nào đâu. Jaxi bật cười bảo rằng quả nhiên chúng ta thật hiểu ý nhau, bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy. Cô nói với Kesa rằng, thực ra đến bây giờ cô vẫn chưa có hôn sự kể cả là hôn ước, bởi vì ngay khi nhận được tin báo thắng trận thì cha của cô đã lên kế hoạch kết hôn giữa cô và điện hạ. Cô bảo rằng mọi chuyện thật thú vị, khi cô trở về nhất định sẽ nói với phụ thân rằng con gái của ông đối với đại hoàng tử không có một chút hứng thú nào cả. Kesa nói vậy từ nay đến giờ thái độ của cô chỉ là diễn kịch. Cô bảo đúng vậy, và không biết anh có thất vọng khi nhìn thấy cô hiện tại không? Kesa bảo rằng anh thích khía cạnh này hơn. Nghe vậy thì Jaxi bật cười nói rằng hai người giống nhau thật đó. Cô nhớ lại Nazia cũng từng nói chuyện với cô một cách thẳng thắn như vậy. Cô bảo với Kesa là chúng ta nên giữ quan hệ bằng hữu này là tốt nhất. Sau khi cô rời đi, Kesa liền tới cung của Nazia. Lúc này cô đang buồn chán ngồi câu cá ở sau vườn. Cô nhớ tới sáng nay mẹ cô cũng chạy đến và nói những lời y hệt như ông anh họ. Cô thở dài nghĩ sao những người trong nhà này lại có tham vọng lớn như vậy. Còn người hầu nhìn thấy cô như vậy thì lại tưởng cô đau buồn vì chuyện hôn ước nên an ủi cô. Cô hầu gái liền bon mồm mà nói một chàng rằng, ngài ấy cần phải giải thích rõ ràng, không thể nào một người có thể bỏ rơi người vợ tận tụy đã thức cả đêm để may áo khoác cho mình được. Còn nếu lời nói đó đã có dụng ý như vậy thì lẽ ra hoàng tử phải từ chối vị trí đó chứ, thế nào ngày mai cũng sẽ loan ra tin đồn. Kesa bỗng xuất hiện đằng sau nói rằng ta xin lỗi vì đã không thể từ chối nhé. Nhưng mà người dám từ chối lời mời của hoàng thượng thì ta em là chẳng có ai trong cung này dám đâu. Người cung nữ sau khi nhìn thấy anh thì liền giật mình rồi ngất luôn. Nazia hỏi sao đột nhiên chàng lại đến đây vậy? Anh nói rằng nàng có vẻ ung dung quá nhỉ. Nazia bảo rằng con người sống càng vội vàng thì tuổi họ sẽ càng ngắn đi đó. Rồi một con cá lớn đã đớp câu nhưng cô không giữ được cần. Chút nữa thì ngã may nhờ Kesa ôm lại. Cô bảo Kesa rằng tiểu thư Jaxi đẹp lắm đúng không thì anh liền phủ nhận mình không biết. Cô liền bảo anh nói dối. Anh bày ra vẻ mặt bối rối và bảo rằng cô phải hứa thì sẽ không giận. Sau khi cô hứa thì anh bảo đẹp thì cũng đẹp. Cô còn phản ứng mạnh hơn, anh bảo rằng anh với Jaxi rất xứng đôi. Anh đen mặt lại hỏi tại sao cô lại bảo anh kết hôn với Jaxi chứ. Cô thắc mắc hỏi chàng sẽ không cưới sao. Anh nói mình đã kết hôn rồi nên không hiểu những lời đó là ý gì.
Nazia bày ra vẻ mặt thản nhiên bảo rằng chàng phải ly hôn với ta trước. Cô nói tiếp rằng anh muốn trở thành hoàng đế thì phải kết hôn với Jaxi. Anh đã chịu quá nhiều cực khổ rồi nên bây giờ anh có thể kết hôn một cách đàng hoàng và nghỉ ngơi trong yên bình thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Kesa chấn động khi nghe thấy cô nói câu ấy. Anh gạt phăng tay cô đi. Bày ra bộ mặt như sắp khóc nói với cô rằng nàng thật sự nghĩ nếu làm như thế thì anh có thể hạnh phúc sao. Sau đó liền quay đi. 3 ngày sau đó họ liền chiến tranh lạnh với nhau. Nazia không biết mình đã làm sai những gì. Thậm chí cô còn có một quyển sách ghi chép cẩn thận về tình tiết của cuốn tiểu thuyết. Rốt cuộc là tại sao chứ? Cô nghĩ chắc là do chuyện này có liên quan đến việc Kesa trở về sớm hơn 1 năm so với bản gốc. Cho nên nếu như cô có gấp gáp đẩy nhanh chuyện ly hôn thì cũng không được. Vậy có nghĩa là cô có thể ở cạnh Kesa một chút nữa. Ngay sau đó Jaxi ghé thăm cô. Jaxi bảo rằng hẳn là cô đã nghe chuyện Kesa nhất quyết phản đối chuyện ly hôn với cô đúng không? Nazia sốc vì không biết điều này. Lẽ nào Kesa lo lắng cho chỗ đứng của cô sau khi ly hôn nên không thể đưa ra quyết định dứt khoát được? Jaxi liền nói tiếp rằng bản thân mình cũng không muốn kết hôn với hoàng tử. Hết bất ngờ này từ bất ngờ khác cô không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Jaxi hỏi cô đã biết chuyện đó chưa? Jaxi nói với Nazia rằng sau khi hoàng đế hiện tại lên ngôi, thì ngài ấy đã cho nhốt tất cả các phi tần của phế vương lại, kể cả con trai của chính phi không thể lên ngôi vua cũng bị nhốt ở một nơi nằm sâu trong hoàng cung. Jaxi tỏ ra mình ghét những chốn nguy hiểm như vậy. Và cô không muốn trói buộc cuộc đời với một hoàng đế bản thân còn không nhớ nổi cô đã sinh ra hay chưa. Thứ cô muốn là thứ không ai có thể tước đoạt được vì chính quyền lực của chính bản thân. Và Nazia cũng biết rõ tính cô. Cô không hề có ý định kết hôn với điện hạ nên Nazia có thể dùng cớ này để giữ vững vị trí của mình. Cô bảo xét theo nhiều góc độ thì chúng ta có thể là đồng minh đó chứ. Nazia không hiểu tại sao cốt truyện lại bị đảo lộn như vậy. Nazia bảo rằng kể cả cô không đồng ý thì mình cũng sẽ mời các vị tiểu thư khác thay thế cô. Nazia nói rằng mục tiêu của mình là ly hôn và sống an nhàn, ai thèm làm đồng minh với Jaxi chứ. Khi Jaxi trở về thì biểu ca của cô đã nói với cô rằng cha đã quyết định sau khi cô kết hôn cùng điện hạ thì sẽ thông báo rằng anh là người thừa kế chính thức của gia tộc. Khi anh rời đi, cô quyết tâm rằng mình sẽ không ngoan ngoãn nhường lại quyền thừa kế cho anh trai đâu. Kesa lúc này đang mang tâm trạng bực tức ngồi làm việc. Trong đầu anh cứ quanh quẩn câu nói của Nazia. Anh tâm sự với cận vệ về chuyện của mình. Anh tóc đỏ bảo đây không phải là giống như đang đi đôi giày ngược chân sao? Nó mang ý nghĩa rằng người phụ nữ đi ngoại tình với người đàn ông khác. Khi người yêu của mình đang ở chiến trường, Kesa phủ nhận không thể nào có chuyện như thế được. Rồi anh nhớ tới những lời đồn đoán giữa Nazia và nhị hoàng tử. Cái tính lắm mồm của Jack đã khiến anh ta bị Kesa đuổi ra ngoài. Leia liền nói ra suy nghĩ của mình. Anh nói rằng điện hạ lúc nào cũng tin tưởng hoàng tử phi nhưng bản thân anh vẫn chưa thật sự tin tưởng tuyệt đối cô. Nhưng từ khi anh gặp mặt trực tiếp cô thì anh biết người đó tuyệt nhiên không phải là người chỉ nghĩ cho mỗi lợi ích cá nhân của mình. Nói ra những lời như thế cũng chưa chắc là đang nói những lời thật lòng. Điện hạ liệu có muốn được nghe lý do thật sự không? Lúc này Kesa mới cẩn thận suy nghĩ lại rằng mình đã không chú ý đến những điều đó. Leia nói rằng anh hy vọng điện hạ sau này sẽ không phải hối hận điều gì cả. Nghe đến đây Kesa liền tức tốc chạy ra ngoài tìm Nazia. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì lại trùng hợp gặp đúng lúc cô đang đi tới. Cô bảo là mình đến chơi với anh vì đang là cuối tuần. Kesa mỉm cười nhìn Nazia, nghĩ rằng của nhiên những lời nói đó không phải là lời thật lòng của cô. Sau đó hai người liền đặt một bàn tại nhà hàng sang trọng của Hoàng Thất. Khi ăn xong thì họ kéo nhau đi chơi khắp nơi. Cuối cùng cô quyết định kéo anh đi mua sắm. Khi anh vào thử đồ thì đã quên áo ở ngoài nên đành nhờ cô lấy. Khi cô mở bức rèm ra thì thấy trên người anh chỉ chít những vết thương do chiến tranh để lại. Cô đã sững người, cô nắm chặt chiếc rèm rồi im lặng cúi đầu. Khi Kesa thay đồ xong thì được Nazia khen anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp làm cho anh đỏ mặt. Rồi liền hứng khởi đi thử thêm bộ khác. Sau khi ra về anh bảo rằng lần tới hãy đi chọn đồ cho nàng nhé. Nhưng cô không biết còn có lần sau không. Anh đòi về hoàng cung thì cô bảo mình đã đặt vé đi ăn tối, xem biểu diễn rồi. Cô biết thừa anh đòi về hoàng cung sớm để lại đâm đầu vào công việc. Nazia bảo rằng trong 4 năm qua anh đã ra chiến trường khổ cực, cho nên từ giờ anh có thể nhẹ lòng mà sống là được rồi. Đây không phải là chiến trường, không phải là nơi có người phải chết nếu anh lơ là trong phút chốc hay chỉ phạm lỗi nhỏ. Anh không cần phải suốt 24 tiếng lúc nào cũng cảnh giác như thế. Cô khuyên anh thỉnh thoảng hãy sống một cách tận hưởng. Tới khuya khi trở về anh đã xin lỗi cô vì ngày hôm đó mình đã lớn tiếng bỏ đi. Anh bảo rằng cô nói là những lời như thế vì có lý do đúng không? Và anh không ép cô phải nói ra lý do đó ngay lúc này nhưng mà anh sẽ chờ cô. Sau khi tắm xong Kesa nhìn xuất tài liệu còn rất nhiều việc phải làm. Anh nhớ cách đây không lâu mình đã nhìn thấy máu của rất nhiều người đổ xuống. Và trong những giây phút bất cẩn anh cũng suýt bị mất mạng, thế nhưng anh nhất định phải sống. Anh lại nhớ đến lời nói của cô, đây không còn là chiến trường, từ giờ anh có thể nhẹ lòng mà sống. Nghĩ rồi anh liền thiếp đi. Hôm sau anh đã gửi cho Nazia một món quà, đó là một chiếc vòng cổ rất đẹp. Cô nghĩ chắc không phải do Kesa đích thân mua mà là do người khác chọn hộ, bởi vì anh chỉ chọn món đắt nhất tại cửa hàng hoặc là món có viên kim cương to nhất thôi. Trong hộp quà còn có một bức thư gửi cho cô, nội dung là anh nhìn thấy chiếc vòng nên mua thôi. Nazia bật cười nghĩ thầm rằng Kesa thật đáng yêu. Nhìn thấy cô cười các vị tiểu thư khác cũng tỏ ý muốn được xem thư. Cô bảo rằng đây là bí mật của hai chúng tôi. Nghe thế mọi người đều nháo nhào lên vì lãng mạn. Quay lại một ngày trước khi Kesa đang đi chọn vòng cho Nazia, thì đúng là anh đã chọn một chiếc vòng với viên kim cương siêu to. Kesa liền bị chủ cửa hàng ngăn lại vì chắc chắn cô sẽ không thích.
Anh nghĩ rằng những món trang sức có viên kim cương thật to với sợi dây cầm nặng tay sẽ đem đến cảm giác an tâm hơn. Chủ cửa hàng liền giới thiệu cho anh mẫu vòng cổ được các cô gái ưa chuộng. Kê Sa bảo rằng trông nó cứ rẻ tiền thế nào ấy, nhưng vẫn bị thuyết phục mua nó. Ông chủ cửa hàng cũng gợi ý rằng hãy gửi quà tới lúc mà hoàng tử phi đang gặp gỡ các tiểu thư trẻ, vì trong hoàng tộc đó được gọi là nhận tình yêu từ phía phu quân. Nghe đến đây, Ca Sơ đỏ mặt nghiêng cả người. Bỏ nốt cho các bạn hai chiếc ảnh cute, ảnh ở cuối chấp ý. Chuyển cảnh Kê Sa gặp đại Noah trên một ngọn núi. Noah chỉ tới ngôi nhà phía xa bảo rằng mình đã thật sự nhìn thấy những linh hồn khi chơi trốn tìm cùng Nazia hồi nhỏ. Nghe nói đó là nơi giam giữ đã bỏ hoang các phi tần của phế vương trước. Noah nhớ lại hồi nhỏ khi mình chui qua một cái lỗ trong vườn thì đã gặp một người phụ nữ tóc bạc, một cô gái linh hồn sống ở đây. Họ trò chuyện và biết được rằng cô bị gả đi theo lệnh của chính quốc và khi gả đến thì cô cũng chỉ 12 tuổi. Phế vương là một kẻ ham mê sắc đẹp, xung quanh hắn có vô số các mỹ nữ, nên ông ta không hề nhớ được cô gái mới 12 tuổi bị gửi đến như một vật cống. Kết cục là cô đã bị lãng quên cho đến tận ngày phế vương chết. Si Sê nhớ tới Nazia vào cùng lúc cô ấy cũng trạc tuổi đó, và nhớ anh bỏ mạng nơi chiến trường thì cô cũng sẽ. Nghĩ rồi anh lắc đầu. Noah nói rằng khi nhắc tới cô gái đó thì cậu lại nhớ tới mẫu hậu. Nếu mẫu hậu không có lòng tham thì sẽ không thể tồn tại ở chốn hoàng cung này được. Nhưng bản thân Noah thì không hề muốn xung đột với anh trai mình. Cậu không quan tâm đến chức vị kế nhiệm của anh. Cậu hỏi rằng mình nên làm gì mới được đây. Kê Sa bảo mình cũng vậy. Thực ra bản thân chúng ta đều muốn từ bỏ và chạy trốn và cơ hội đó đã đến khá nhiều lần. Nhưng anh đã có lời hứa với một người. Noah biết đó chính là chị. Kê Sa xoa đầu cậu bảo rằng anh cũng có lời hứa với em. Hãy nghĩ lại xem đó là gì. Như thế thì cậu có thể tìm ra đáp án. Noah bảo rằng mình giống như phải đứng giữa mối quan hệ mẹ chồng con dâu vậy. Hai người liền bật cười. Noah cảm thấy thật may mắn khi anh trở về lành lặn thế này. Lúc này đằng sau gốc cây quản gia đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện. Hắn ta đã về truyền đạt lại với hoàng hậu. Hoàng hậu do lệnh cho quản gia hãy ở bên cạnh nhị hoàng tử và trở thành tay mắt cho bà. Vậy là chương 50 làm kết thúc tại đây. Hãy theo dõi kênh để có thể biết sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện. Và nếu thấy hay, tiếc gì không cho chúng mình một like để có động lực tiếp tục xuất bản những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn.